lại nữa xá lợi từ đại bồ tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí lấy đại bi làm đầu khởi lên diệu trí không hành quá khứ vị na hiện tại chẳng phải vì không biết pháp ba đời, không hành dục giới sắc giới và vô sắc giới chẳng phải vì không biết pháp trong tam giới, không hành thiện bất thiện và vô ký chẳng phải vì không biết pháp của ba tánh không hành hữu lậu vô lậu chẳng phải vì không biết pháp hữu lậu vô lậu, không hành thế gian và xuất thế gian chẳng phải vì không biết pháp thế gian và xuất thế gian, không hành hữu vi vô vi chẳng phải vì không biết pháp hữu vi vô vi. giữ gìn thiện căn này dùng vô sở đắc làm phương tiện cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. xá lợi tử đại bồ tát vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến đại thừa. xá lợi tử bởi các Bồ Tát có phương tiện thiện xảo như vậy làm lợi lạc là khắp các hữu tình nên hướng đến Đại Thừa cho nên còn gọi là Ma Ha Tát. Xá lợi tử, vì lợi lạc khắp các hữu tình mà hướng đến đại thừa như vậy các đại bồ tát được tất cả như lai like, ứng tránh đẳng giác trong mười phương hằng hà xa số thế giới chư phật ở giữa đại chúng vui mừng khen ngợi ở phương đó trong thế giới nọ có đại bồ tát tên vân vân vì lợi lạc khắp tất cả hữu tình hướng đến đại thừa thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi phật an trụ thần thông làm những việc đáng làm tiếng khen như vậy lần được truyền khắp mười phương trời người nghe được đều rất vui mừng đồng nói chẳng bao lâu nữa đại bồ tát này sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đã mong cầu làm cho tất cả hữu tình đều được lợi lạc bấy giờ cụ thọ xá lợi tử hỏi cụ thọ mãn từ tử thế nào là đại bồ tát vì lại là các hữu tình mà tu tập bằng pháp đại thừa mãn từ tử nói khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đại bồ tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí lấy đại bi làm đầu dùng vô sở đắc làm phương tiện tuy tu hành bố thí ba la mật đa nhưng chẳng đắc bố thí ba la mật đa cũng chẳng được bồ tát người nhận vật bố thí và pháp bị ngăn tuy tu hành tịnh giới ba la mật đa nhưng chẳng đắc tịnh giới ba la mật đa cũng không thấy bồ tát và người phạm giới cùng pháp bị ngăn tuy tu hành an nhẫn ba la mật đa nhưng chẳng đắc an nhẫn ba la mật đa cũng không thấy bồ tát cảnh bị nhẫn và pháp bị ngăn tuy tu hành tinh tấn ba la mật đa nhưng chẳng đắc tinh tấn ba la mật đa cũng không thấy bồ tát kẻ giải đãi và pháp bị ngăn tuy tu hành tịnh lự ba la mật đa nhưng chẳng đắc tịnh lự ba la mật đa cũng không thấy bồ tát kẻ tán loạn và pháp ngăn che cảnh định tuy tu hành bát nhã ba la mật đa nhưng chẳng đắc bát nhã ba la mật đa cũng không chấp bồ tát người ngu si và pháp ngăn cản trí tuệ xá lợi tử đó là đại bồ tát vì lợi lạc các hữu tình nên tu tập bằng pháp đại thừa lại nữa, xá lợi tử, đại Bồ Tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện vì tu hành lâu dài, nên tu 37 pháp phần bồ đề, ba môn giải thoát cho đến 10 lực như lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, xá lợi tử đó là đại bồ tát vì lợi là các hữu tình nên tu tập bằng pháp đại thừa lại nữa xá lợi tử đại bồ tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí lấy đại bi làm đầu dùng vô sở đắc làm phương tiện như thật quan sát các đại bồ tát chỉ là giả danh bồ đề tát đỏa tự tánh là không vì bất khả đắc sắc cho đến thức chỉ có giả danh tự tánh đều là không vì bất khả đắc nhãn xứ cho đến ý xứ chỉ có giả danh tự tánh đều là không vì bất khả đắc. Sắc xứ cho đến pháp xứ chỉ có giả danh, tự tánh đều là không vì bất khả đắc. Nhãn giới cho đến ý giới chỉ có giả danh, tự tánh đều là không vì bất khả đắc. Sắc giới cho đến pháp giới chỉ có giả danh, tự tánh đều là không vì bất khả đắc. Nhãn thức giới cho đến ý thức giới chỉ có giả danh, tự tánh đều là không vì bất khả đắc, vô minh cho đến lão tử chỉ có giả danh, tự tánh đều là không vì bất khả đắc. 37 pháp phần bồ đề cho đến 18 pháp Phật bất cộng chỉ có giả danh, tự tánh đều là không vì bất khả đắc, pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không chỉ có giả danh, tự tánh đều là không vì bất khả đắc, chân như cho đến thật tế chỉ có giả danh, tự tánh đều là không vì bất khả đắc. Bồ Đề Phật Đà chỉ có giả danh tự tánh đều là không vì bất khả đắc. Xá lợi tử đó là đại bồ tát vì lợi lạc các hữu tình nên tu tập bằng pháp đại thừa. Lại nữa, xá lợi tử, Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, thường tu viên mãn thần thông của Bồ Tát, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, thân cận cúng dường chư Phật Thế Tôn, ở chỗ chư Phật lãnh thọ tránh Pháp. Ấy gọi là diệu pháp tương ưng đại thừa, cũng chính là giáo pháp quan trọng mà Bồ Tát đã học xả lợi từ đại bồ tát này tuy tu hành đại thừa từ cõi phật này đến cõi phật khác thân cận cúng dường chư phật thế tôn thành thục hữu tình tra nghiêm thanh tịnh cõi phật lãnh thọ chánh pháp của các đức phật nhưng tâm hoàn toàn không tưởng cõi phật khác xá lợi tử đại bồ tát này trụ địa vị bất nhị quán các hữu tình đáng dùng thân nào mà độ được họ liền hiện thân ấy xá lợi tử cho đến khi chứng được trí nhất thiết trí đại bồ tát này dù sanh chỗ nào thường không xa lìa chánh pháp đại thừa xá lợi tử đại bồ tát này chẳng bao lâu sẽ chứng được trí nhất thiết trí vì trời người chuyển tránh pháp luân pháp luân này thanh văn độc giác chư thiên ma phạm a tố lạc vân vân không thể chuyển được Xá lợi tử các Bồ Tát vì lợi lạc khắp các hữu tình nên tu tập theo pháp Đại thừa, cho nên còn gọi là Ma Ha Tát Xá lợi tử vì lợi lạc khắp các hữu tình mà hướng đến Đại thừa nên Đại Bồ Tát được tất cả như lai ứng tránh đẳng giác trong mười phương hằng hà xa số thế giới chư Phật ở giữa đại chúng vui mừng khen ngợi. Ở phương đó, trong thế giới đó, có đại Bồ Tát tên đó. Vì lợi lạc khắp, tất cả hữu tình, tu tập theo pháp đại thừa. Chẳng bao lâu vị ấy sẽ chứng trí nhất thiết trí. Vì trời người vân vân, chuyển xe tránh pháp pháp luân ấy ở thế gian hàng thanh văn không thể truyền được. Tiếng khen như vậy lần lượt truyền khắp mười phương, trời người nghe được đều rất vui mừng, đồng nói. Chẳng bao lâu Đại Bồ Tát này sẽ chứng được trí nhất thiết trí, chuyển xe diệu pháp độ vô lượng chúng. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn như Thế Tôn dạy, các Đại Bồ Tát mặc áo giáp Đại Thừa. Thế nào? Mà nói các đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa Phật bảo thiện hiện, đại Bồ Tát nào có thể mặc áo giáp bố thí ba la mật đa cho đến áo giáp bát nhã ba la mật đa, đó là đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Đại Bồ Tát nào có thể mặc áo giáp bốn niệm trụ cho đến áo giáp tám chi thánh đạo, đó là đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Đại Bồ Tát nào có thể mặc áo giáp pháp nội không cho đến áo giáp pháp vô tính tự tính không? Đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Đại Bồ Tát nào có thể mặc áo giáp chân như cho đến áo giáp thật tế? Đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Đại Bồ Tát nào có thể mặc áo giáp mười lực như lai cho đến áo giáp mười tám pháp Phật bất cộng? Đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Đại Bồ Tát nào có thể mặc áo giáp trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa. Đại Bồ Tát nào có thể tự biến thân như hình tượng Phật, phóng đại quang minh, chiếu khắp tam thiên, đại thiên thế giới, cho đến mười phương hằng hà xa số thế giới của chư Phật, làm nhiều lợi ích cho các hữu tình, đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại thừa lại nữa thiện hiện đại bồ tát nào mặc áo giáp công đức như vậy phóng đại quang minh chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới cho đến mười phương hằng hà xa số thế giới chư phật cũng làm cho các thế giới biến động theo sáu cách làm nhiều lợi ích cho các hữu tình nghĩa là diệt lửa giữ trong tất cả địa ngục khiến cho hữu tình chấm dứt các khổ bồ tát biết họ hết khổ rồi hóa ra âm thanh quy y phật to lớn khiến họ kính lễ như lai ứng tránh đẳng giác làm cho cảnh giới địa ngục kia nghe được tiếng của phật thâm tâm họ đều được an ổn vui vẻ ra khỏi địa ngục xanh vào cõi trời người phụng sự chư Phật, Bồ Tát trong thế giới ấy, cũng khiến cho các loài bàng xanh, ngạ quỷ nghe tiếng Phật rồi, thân tâm an vui, từ cõi chết, được sanh vào trời người phụng sự chư Phật, Bồ Tát trong thế giới ấy, thiện hiện đó là Đại Bồ Tát mặc áo giáp Đại Thừa. Thiện hiện như nhà huyễn thuật giỏi hoặc học trò người ấy ở ngã tư đường trước mặt công chúng, hóa ra cảnh giới địa ngục bằng xanh ngạ quỷ, lại ca ngợi Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, làm cho ba đường ác nghe rồi, thân tâm an lạc, từ cõi kia, chết, được sanh vào trời người, ý ông thế nào, việc viễn hóa ấy là có thật chăng? Thiện hiện thưa, bạch thế tôn, không phật bảo thiện hiện các đại bồ tát cũng như thế tuy làm cho các hữu tình trong vô biên vô số thế giới thoát ba đường ác nhưng không thấy có hữu tình được giải thoát vì sao vì tánh tướng các pháp đều như huyễn lại nữa, thiện hiện Đại Bồ Tát nào có thể mặc áo giáp Đại Công Đức Bố Thí Ba La Mật Đa, biến hóa Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới giống như Lưu Ly, tự thân hóa làm chuyển luân Thánh Vương, bảy báu quyến thuộc hoàn toàn được viên mãn, các loài hữu tình cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần y phục cho y phục, cần xe cho xe, cần các vật dụng khác đều thí cho. Bố thí như vậy rồi, tùy theo sự thích nghi của họ mà thuyết giảng Pháp tương ưng, như bố thí tịnh giới với an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa khiến cho họ nghe rồi thường không lìa bỏ pháp tương ưng ba la mật đa cho đến khi đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện đó là đại bồ tát mặc áo giáp đại thừa thiện hiện như nhà huyễn thuật giỏi hoặc đệ tử vị ấy ở ngã tư đường trước mặt mọi người, hóa làm các loại hữu tình nghèo cùng. Tùy ý họ cần gì đều hóa ra để bố thí. Ý ông thế nào việc huyễn này là có thật chăng? Thiện hiện thưa, bạch thế tôn không? Phật bảo thiện hiện, các đại Bồ Tát cũng như vậy, có thể mặc áo giáp đại công đức, bố thí ba la mật đa hoặc hóa ra thế giới như lưu ly, hoặc hóa tự thân ngự ngôi vị luân vương. Tùy theo hữu tình cần gì thì ban cho thử ấy, rồi vì họ thuyết giảng pháp tương ưng ba la mật đa. Như vậy Bồ Tát tuy có hành động nhưng không có gì là thật cả. Vì sao? Vì tánh tưởng các pháp đều như viễn cả. Lại nữa thiện hiện đại Bồ Tát nào Tự mặc áo giáp đại công đức tịnh giới ba la mật đa Vì hữu tình nên sanh nhà luân vương Nối ngôi luân vương giàu sang tự tại An lập vô lượng vô số trong ngàn muôn ước chúng Nơi mười thiện nghiệp đạo hoặc bốn tịnh lự Bốn vô lượng, bốn định vô sắc Hoặc ba mươi bảy pháp phần bồ đề Rộng nói cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng vì họ mà thuyết giảng pháp công đức tương ưng như vậy, khiến họ an trụ thường không lìa bỏ cho đến khi đạt quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thiện hiện đó là đại bồ tát mặc áo giáp đại thừa thiện hiện như nhà huyễn thuật giỏi hoặc đệ tử vị ấy ở giữa ngã tư đường trước mặt mọi người hóa ra trăm ngàn hữu tình làm cho họ an trụ mười thiện nghiệp đạo rộng nói cho đến mười tám pháp phật bất cộng ý ông thế nào việc nguyễn này là có thật chăng thiện hiện thưa bạch thế tôn không